Dạo trước ấy thì mình đã từng đọc một cái post, nội dung của bài post đó nói như vậy nè: nếu mà bạn không thể đi ngủ được á thì rất là có thể ở một cái phương xa nào đó có một người đang tương tư bạn, có một người đang nhớ bạn da diết, nhớ bạn chết đi sống lại. Cái là có một cái thời kỳ á mình tự hào vì mình không thể đi ngủ sớm được, vì có thể ở một nơi nào đó có một người đang tương tư mình nghĩ như vậy đó, khùng ghê chứ. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái chủ đề mà khá là đau đầu đối với mình. Đó là làm thế nào để có thể đi ngủ sớm. Không biết ở đây có ai hiểu cảm giác của mình không ha? Bạn rất là muốn đi ngủ sớm, nhưng bạn lại không thể làm được điều đó. Video này dành cho bạn đó. Trước khi đi tiếp với video của mình á, thì nếu mà các bạn cảm thấy thích, cứ mạnh dạn đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới. Và thường thì bạn đi ngủ vào lúc mấy giờ để mình biết nha. Thời đại công nghệ này hầu như thì chúng ta có thể làm mọi thứ, nhưng đi cùng với cái sự tiện lợi đó thì nó cũng lấy đi một vài thứ quan trọng đối với chúng ta. Giấc ngủ là thứ đầu tiên mà nó hâm he. Vậy làm thế nào mà chúng ta có thể đi ngủ sớm hơn đây? Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái loại hormone có tên gọi mỹ miều là hormone ma cà rồng, melatonin. Hormone gây buồn ngủ. Hormone này sẽ đi cùng chúng ta trong suốt video này nha. Điều đầu tiên, hãy cách xa mạng xã hội ra. Một cuộc khảo sát gần đây về 1.500 người Mỹ trưởng thành đã phát hiện ra rằng 90% cá nhân sử dụng một số loại thiết bị điện trước khi ngủ đều đã tác động rất là thực tế đến sự giải phóng melatonin và do đó là gây cản trở khả năng bắt đầu vào giấc ngủ. Thứ nhất á, bạn nhắm bạn cầm sát giờ, rồi đúng 11 giờ bạn có buông được không? Gì chứ hả, cái giờ khuya khuya là cái giờ hành chính để hóng những cái cuộc drama không hồi kết trên mạng xã hội luôn. Rồi hàng tỷ tỷ thứ khác thu hút sự chú ý của bạn, rồi săn sale, bla bla bla. Thứ hai, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vào ban đêm tăng gấp đôi tác động ức chế melatonin, hormone gây buồn ngủ, so với ánh sáng ấm áp. Điều thứ hai, đó là đừng ăn sát giờ ngủ. Những loại thực phẩm không khuyến khích bạn nạp vào người trước lúc đi ngủ vì có thể gây cản trở, gây khó khăn khi đi vào giấc ngủ. Đó là cái thứ nhất là fast food, cái thứ hai là món cay, cái thứ ba là nicotine, thuốc lá, cái thứ tư là cà phê, một số loại trà, coca, chocolate có chứa caffeine. Vì phải mất tới 1/3 thời gian trong ngày, tức là 8 tiếng mới có thể loại bỏ được hết tác dụng của chúng. Nhiều hôm ấy, mình 8-9 giờ đi uống phúc long. Oh my god, bị quên. Cái là ok, xác định là hôm đó chỉ có thể coi phim tới 1-2 giờ khuya thì may ra mới có thể cảm thấy buồn ngủ, chứ không tài nào đi ngủ sớm được hết trơn á. Fast food như là hamburger, khoai tây chiên, pizza thì sẽ gây khó tiêu, khó đi vào giấc ngủ. Còn các món cay á thì sẽ dẫn đến chứng ợ hơi, dạ dày khó chịu, rồi cổ họng rát buốt. Bạn mà cảm thấy khó chịu á thì không thể nào đi vào giấc ngủ được hết á. Sẽ có trường hợp á là bạn đói quá, bạn nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi lâu mà vẫn không thể đi vào giấc được á. Thì những cái lúc đó đừng có quá khắt khe với bản thân, lúc đó là bạn đang đói đấy. Cứ đi ăn nhẹ trước, vì đói quá thì bạn cũng không thể vào giấc được đâu. Để mình kể một cái câu chuyện gần đây nhất mà mình vừa mới trải qua, thể hiện một cái cuộc đấu tranh nội tâm, phấn đấu để mà đi ngủ sớm hết mức có thể cho mọi người nghe nha. Chuyện là sau những chuyến đi chơi khuya thì con người ta thường xách cái gì vậy? Chính là đồ ăn khuya. Hôm đó mình nhớ rõ ràng là cỡ 11 giờ rưỡi. Mẹ mình đi về xách thêm một cái hộp pizza hải sản, nhiều phô mai. Cái là mình nằm trong phòng mình nghĩ, chết, kỳ này chết là cái chắc, cầm lòng làm sao mà nổi. Kể lại mà ngồi nuốt nước miếng cái ực luôn á trời. Nhưng không, cất cái pizza đó vào tủ lạnh liền cho con. Và tuyệt đối đừng có nhắc cái sự hiện diện của cái pizza trong nhà này. Vừa cố đi vào giấc ngủ, mình vừa lẩm nhẩm cái câu thần chú, quên nó đi. Trong tủ lạnh là chỉ có đồ ăn thừa thôi, không có cái pizza hải sản nhiều phô mai size M nào ở đây hết á. Quên nó đi. Nhưng đời không như là mơ đâu mọi người. Liệu mình và cái pizza hải sản đó có đến được với nhau không? Bây giờ phân giải. Mọi người có thể cho là mình biện minh ha, nhưng mà thật sự là hôm đó thì mình ngủ chưa hơi bị nhiều, với lại hơi đói ấy, nên là cũng ngủ không có được.
Mình mới nghĩ là đã cố gắng hết sức rồi, mà trời đã muốn mình ăn pizza thì mình đâu thể nào phụ lòng ông trời được đâu, phải không? Thế là vô phòng bếp ăn liền cái pizza đó liền luôn. Và thú thật, đó là một trong số ít những lần hiếm hoi mà mình phá luật thôi. Mình kể câu chuyện này ở đây á, không phải là để khoe mẽ với mọi người là mình đã phá luật như thế nào, mình đã lách luật như thế nào. Không phải, nó sẽ đi ngược lại với quan điểm mà mình muốn truyền đạt trong cái video này. Mình kể ra đây á là để cho mọi người thấy á là mình cũng như mọi người thôi, và mình vẫn đang cố gắng từng ngày để mà có thể đi ngủ sớm. Vậy thì tại sao các bạn lại không thể chứ, phải không? Điều thứ ba đó là giữ cho cơ thể của bạn thật là thoải mái. Trước khi đi ngủ á, thì bạn có thể chọn cái hình thức là tắm sơ qua bằng nước ấm. Vì sao tắm nước ấm thì sẽ giúp bạn dễ ngủ hơn hả? Vì cái thứ nhất á, tắm nước ấm sẽ giảm căng thẳng. Và có một cái sự thật á, đó là khi mà đi ngủ á, thì nhiệt độ cơ thể của chúng ta sẽ giảm xuống. Theo đó thì điều thứ hai á, đó là sự giảm xuống nhiệt độ tự nhiên của cơ thể á, chính là sự kích hoạt chu kỳ ngủ. Tắm nước nóng trước khi đi ngủ á, thì khi mà bạn bước chân ra khỏi bồn tắm á, sự giảm nhiệt lúc đó sẽ làm bạn dễ cảm thấy buồn ngủ hơn. Và việc tắm á, giúp bạn có thể điều hòa chậm lại, làm bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn nữa. Tiếp theo đó là đừng bận đồ quá bó sát. Sẽ giúp bạn cảm thấy rất là ngột ngạt và khó đi vào giấc ngủ. Cũng hãy điều chỉnh lại nhịp thở của cơ thể, thở như lúc bình thường thôi, thở nhẹ nhàng lại. Bạn cũng có thể chọn đổi vị trí ngủ. Không biết mọi người có giống mình không mà, nhiều khi mình cảm thấy khó ngủ á, cái là mình đổi vị trí ngủ, cảm thấy dễ ngủ liền luôn. Kiểu hôm nay có thể nằm đầu này, rồi hôm sau có thể nằm đầu đối diện vậy đó. Bên cạnh đó thì trước đó mình có đề cập đến ánh sáng xanh của các loại thiết bị điện tử, thì ở phần này mình cũng sẽ bổ sung thêm một cái tác nhân na ná như vậy, đó là ánh sáng xanh của đèn LED buổi tối. Ánh sáng ấy á, thì sẽ làm tăng gấp đôi tác động có hại lên sự ức chế melatonin vào buổi tối so với ánh sáng ấm áp. Tất cả những cái điều mình đề cập ở đây á, đều có thể giúp chúng ta có thể đi ngủ sớm hơn. Tất cả đều đòi hỏi một cái sự quyết tâm rất là lớn. Và cái quyết tâm đó thì lớn hơn bao giờ hết khi mà ngày nay á, có hàng tỷ tỷ thứ khác đang luôn cố câu dẫn sự chú ý của tất cả chúng ta. Và mình nhận ra nếu mà bạn không có cái sự quyết tâm khủng khiếp đó thì chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của những nỗi sợ. Trong trường hợp này á, thì những nỗi sợ lại mang đến cho chúng ta những cái điều tích cực hơn bao giờ hết đấy. Bạn có thể lên Google, bạn tra những cái tác hại của việc thức khuya. Và theo mình đi ha, thì mình sợ nhất của việc thức khuya đó là thức khuya nhiều, tóc sẽ rụng và mỏng đi trông thấy. Hãy kiếm một cái tác hại nào đó mà có sức ảnh hưởng kinh khủng khiếp nhất đối với bạn á. Bạn mà biết sợ rồi đấy, thì bạn cũng sẽ tự giác leo lên giường ngủ thôi. Bạn có quyết tâm không? Và bạn cũng hãy tập cho mình một cái thói quen đó, đó là làm xong tất cả mọi việc hết rồi ấy, để mà khi mà lên giường á thì chỉ tập trung một cái nhiệm vụ duy nhất, đó là đi ngủ thôi. Không đem chuyện học hành hay là chuyện công việc gì vào giường ngủ hết á. Điều thứ tư đó là ghi lại chuỗi ngày bạn thành công. Hãy có cho mình một cái tấm lịch để bàn, hoặc là bạn cũng có thể tạo ra một cái schedule, một cái lịch và tích xanh vào đó những cái ngày mà bạn thành công, bạn đi ngủ sớm, đánh dấu X vào đó và những ngày mà bạn ngủ trễ và phải nêu lý do vào trong đó. Tin mình đi, bạn sẽ có thể bám sát được mục tiêu mà bạn đề ra đó. Bạn thử tưởng tượng đi, một tuần với đầy tích xanh là bạn đã cảm thấy tự hào về bản thân tới mức nào rồi, phải không? Và tới với phần cuối này á, thì mình sẽ tổng hợp những cái điều lặt vặt có ảnh hưởng đến giấc ngủ của tất cả chúng ta ha. Dạo trước ấy thì mình đã từng đọc một cái post, nội dung của bài post đó nói như vậy nè: nếu mà bạn không thể đi ngủ được á thì rất là có thể ở một cái phương xa nào đó có một người đang tương tư bạn, có một người đang nhớ bạn da diết, nhớ bạn chết đi sống lại. Cái là có một cái thời kỳ á mình tự hào vì mình không thể đi ngủ sớm được, vì có thể ở một nơi nào đó có một người đang tương tư mình nghĩ như vậy đó. Khùng ghê chứ. Đừng ngủ trưa quá nhiều. Và sau 3 giờ thì dậy luôn đi, ngủ gì giờ đó nữa. Vì nếu mà ngủ một cái là bạn rất là khó để mà bữa tối bạn có thể đi ngủ trước 11 giờ. Và nếu mà bạn đã rất 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 là cố gắng rồi nhưng mà vẫn chỉ có thể ngủ sau 12 giờ thì có khả năng đó là đồng hồ sinh học của bạn đã chạy trễ 1 đến 2 tiếng rồi đó. Trong người chúng ta luôn có một cái đồng hồ sinh học.
Cách điều chỉnh lại thì bạn có thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời vào lúc 6 giờ sáng ấy, để mà có thể cân bằng lại đồng hồ sinh học cá nhân. Ok, đó là tất cả những gì mình muốn truyền đạt với mọi người trong clip này. Thiệt ra là vẫn còn muốn nói nữa cơ, nhưng mà clip đã quá dài rồi. Mong rằng chiếc clip này sẽ giúp ích được cho tất cả mọi người ha. Và lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã xem hết chiếc clip này của mình. Chào và tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.